Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Hôm nay lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Thánh Thần của Đấng Phục Sinh đã đến biến đổi tất cả. Ngài mở ra cho các môn đệ một chân trời mới của một cuộc sống mới, khiến cho các ông phải mở tung cánh cửa đang khép kín và đối diện với mọi áp lực, mọi sóng gió đang diễn ra trước mắt. Các tông đồ đã cảm nhận được thế nào là sự bình an đích thực mà Chúa Giêsu đã ban tặng. Xin dâng tất cả lên Chúa Thánh Thần, Đấng là sức mạnh, nâng đỡ đức tin và là nguồn bình an vô giá của chúng ta. Dâng thánh lễ, chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho các em thiếu nhi và nhóm cầu nguyện đã nhận Chúa Thánh Thần làm bổn mạng. Hiệp ý với giáo họ Phanxicô cầu xin ơn bình an trong ngày rước hoa. Hiệp ý với nhóm lòng thương xót, với Hiệp hội Minh Thánh Giá cầu cho các linh hồn, và dâng lời tạ ơn Chúa cầu xin ơn bình an, cầu cho các linh hồn gia tiên, các linh hồn mồ côi, linh hồn Anton, Maria, Giuse, Vinh Sơn, Đa Minh, Francisco Xavier, Ferro, Anna. Lễ dỗ linh hồn Anna, dỗ 100 ngày linh hồn Anton, dỗ 3 năm linh hồn Maria. Tạ ơn Chúa kỷ niệm 29 năm và 33 năm hôn phối. Và chúng ta dừng lễ an táng cầu nguyện cho chị Maria Đỗ Thị Thanh Loan, giáo họ Mẹ Lên Trời, qua đời mới có 28 tuổi. Tôi thu nhận xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Chúa, chúng con tôn vinh
Chúa đã cử Thánh Thần đến Thánh Hoa Giáo Hội ngay từ buổi sơ khai và sai đi rao giảng tin mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện và tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và yên tri cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Khi đến ngày lễ ngũ tuần, tất cả các môn đệ đều tề tự một nơi. Bỗng từ trời phát ra tiếng động như tiếng gió mạnh thổi đến, lùa vào đầy nhà nơi họ đang sum họp. Lại có những lưỡi như thể bằng lửa xuất hiện và rải rác đậu trên từng người. Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho họ nói. Khi ấy cư ngụ tại Jerusalem có những người Do Thái đạo đức từ khắp các nước dưới gầm trời tụ về, nghe tiếng ấy phát ra thì đoàn lũ tuôn đến, tâm trí bỡ ngỡ, vì mỗi người đều nghe các môn đệ nói tiếng thổ âm của mình. Mọi người đều sửng sốt và bỡ ngỡ nói rằng, nào tất cả những người đang nói đây không phải là người Galilee ư? Nhưng tại sao mỗi người chúng tôi lại nghe họ nói tiếng bản xứ của chúng tôi? Chúng tôi là người Parthia, Medi, Elam, Mesopotamia, Jude, Cappadocia, Ponto, Tiểu Á, Phygia, Pamphylia, Ai Cập, Libya cận Kyrene và người Roma cư ngụ ở đây, là Do Thái và Tòng giáo, là người Cơreta và Ả Rập. Chúng tôi đều nghe họ nói tiếng của chúng tôi mà ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và đổi mới mặt địa cầu. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và đổi mới mặt địa cầu. Hồn tôi hỡi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Chúa muôn trùng cao cả. Lạy Chúa, việc Chúa làm thật khôn xiết kể, địa cầu đầy dẫy mọi loài Chúa dựng nên. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến và đổi mới mặt địa cầu.
là chúng tiêu vong, là trở về cát bụi. Ngày ban sinh khi là chúng được dựng nên, và ngày đổi mới mặt địa cầu. Chúa hân hoan vì công trình của Chúa, ước chi lời tôi làm thỏa lòng Ngài. Phần tôi sẽ mừng vui trong Chúa. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Anh em thân mến, không ai có thể nói Đức Giê-xu là Chúa mà lại không do Thánh Thần. Vậy có nhiều thứ ân sủng, nhưng chỉ có một Thánh Thần. Có nhiều thứ chức vụ, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều thứ công việc, nhưng chỉ có một Thiên Chúa là đấng làm mọi sự trong mọi người. Sự xuất hiện của Thánh Thần được ban cho từng người tùy theo lợi ích, cũng như chỉ có một thân thể nhưng có nhiều chi thể, mà các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân thể, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể, cho dù là Do Thái hay dân ngoại, nô lệ hay tự do, tất cả chúng ta đã uống trong một Thánh Thần. Đó là lời Chúa. Oh,
chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh hạnh Chúa. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Các đoàn hành hương đi viếng thánh địa Israel. Khi đến Jerusalem thì thường bao giờ cũng đến thăm căn nhà tiệc ly, nơi mà Chúa Giêsu đã ăn bữa tối cuối cùng với các tông đồ, cũng là nơi mà Chúa Giêsu đã lập bí tích, thánh thể và chức linh mục. Và cũng chính tại căn phòng này, sau khi Chúa phục sinh, các tông đồ cũng tụ họp nơi đây và đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong ngày hiện xuống. Các di tích ở thánh địa có ba tôn giáo quản lý, có nơi thì của Hồi giáo, có nơi là chính thống giáo và có nơi do Công giáo quản lý. Nơi nào của Công giáo thì thường được trùng tu xây dựng khang trang, thường có nhà thờ rất đẹp, có nhà nguyện để mà cử hành thánh lễ, chẳng hạn như nhà thờ Truyền Tin, nhà thờ Bát Phúc, nhà thờ Tiệc Cưới Cana, nhà thờ Kinh Lạy Cha, nhà thờ Chúa Hiển Dung, nhà thờ Chúa Lên Trời, vân vân. Còn nơi nào do Hồi giáo quản lý thì thường họ muốn để nguyên như vậy, không sửa sang gì hết. Và nơi được coi là căn nhà tiệc ly thì hiện nay do người Hồi giáo quản lý, cho nên bây giờ chỉ là căn phòng trống rỗng, không có nhà nguyện, không có bàn thờ. Nhiều linh mục đến đây muốn cử hành thánh lễ để kỷ niệm nơi Chúa lập bí tích thánh thể, nơi Chúa truyền chức linh mục, nhưng không được. Nhưng mà chính tại nơi đây, xưa kia Chúa Thánh Thần đã hiện xuống trên các tông đồ dưới hình thức một cơn gió mạnh thổi ào vào phòng. Gió chính là không khí di chuyển mạnh tạo thành gió. Và nói về không khí thì không có gì cần cho sự sống của chúng ta cho bằng không khí để chúng ta hít thở, mặc dù chúng ta không nhìn thấy. Và Thánh Kinh dùng hình ảnh hơi thở, không khí và gió để nói về Chúa Thánh Thần thì thật là tuyệt vời. Bởi vì nếu chúng ta đọc toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước mà cố đi tìm chữ Chúa Thánh Thần thì không thể nào tìm được, không có. Nhưng mà nếu tìm chữ hơi, chữ khí, chữ gió thì sẽ thấy rất nhiều tràn ngập trong Cựu Ước. Đối với người Việt Nam chúng ta thì gió, hơi thở, không khí là ba tiếng khác nhau. Nhưng mà trong tiếng Do Thái thì nó chỉ là một từ thôi, ruah. Ruah vừa là hơi thở, vừa là gió, vừa là không khí. Cho nên trong Kinh Thánh Cựu Ước không có chữ Chúa Thánh Thần, nhưng nếu tìm chữ Rua thì thấy tràn ngập. Ngay trang đầu tiên của Kinh Thánh, sách Sáng Thế đã mô tả khí của Thiên Chúa bay là trên mặt nước. Rồi sau đó Chúa tạo dựng Adam bằng cách nặn một tượng bằng đất, rồi thổi hơi, thổi Rua vào cái tượng đó. Rua, khí, hơi thở, gió chính là Chúa Thánh Thần.
Và ngày nay trong sách phụng vụ ở Việt Nam thỉnh thoảng cũng dịch là thần khí. Chẳng hạn, thần khí Chúa đã sai tôi đi. Thần khí chính là Ruah, là Chúa Thánh Thần. Và vai trò của gió, khí, hơi thở trong Thánh Kinh là gì? Là ban sự sống. Đó chính là vai trò của Chúa Thánh Thần, là tác động của Chúa Thánh Thần, là đấng tác sinh, đấng ban sức mạnh, ban sự sống cho vũ trụ thuở ban đầu, ban sự sống cho Adam, ban sự sống cho giáo hội, ban sức mạnh cho các tông đồ và ban ơn trợ lực cho tất cả chúng ta. Sự sống đó hôm nay được diễn tả trong các bài đọc. Trong bài tin mừng, Thánh Gioan đã diễn tả Chúa Phục sinh đã hiện ra với các tông đồ, Ngài thổi hơi trên họ và phán, hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Như vậy thì hơi thở của Chúa Giêsu chính là Chúa Thánh Thần. Còn trong bài đọc 2, Thánh Luca lại diễn tả Chúa Thánh Thần như một cơn gió mạnh thổi ào vào nhà các tông đồ đang trú ẩn. Và qua cơn gió đó, Thánh Thần đã đến với các tông đồ và ban cho các ông một sự sống mới, khiến các ông không còn sợ sệt, không còn trốn tránh nữa, nhưng mà mạnh dạn ra đi rao giảng tin mừng, mạnh dạn chấp nhận cả cái chết để làm chứng cho Chúa Kitô đã chết và đã phục sinh. Tất cả chúng ta đều đã lãnh nhận Thánh Thần trong ngày rửa tội, và nhất là trong ngày lãnh nhận bí tích thêm sức. Tác động của Chúa Thánh Thần chính là giúp chúng ta có thêm sức mạnh, có thêm can đảm vượt qua khó khăn bên ngoài cũng như khó khăn nội tâm để mà sống đạo, để mà giữ vững niềm tin. Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống trong tháng 5, tháng hoa dâng kính Đức Mẹ này. Đức Mẹ đã cưu mang Chúa Giêsu bởi phép Chúa Thánh Thần. Chúng ta xin Mẹ hãy giúp chúng ta nhận được đầy ơn Chúa Thánh Thần, để cũng như Đức Mẹ, chúng ta luôn mang Chúa Giêsu trong lòng và đem Ngài đến cho mọi người, hầu biến đổi bộ mặt xã hội này nên tốt hơn. Tôi tin kinh. Thank you.
Anh chị em thân mến, cùng với các thánh tông đồ và những người đầu tiên lãnh nhận Chúa Thánh Thần, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin tha thiết của chúng ta. Khi được nâng cao trên thập giá, Đức Giêsu đã cho mạch nước trường sinh trào ra từ cạnh sườn của người. Chúng ta hiệp lời cầu xin người ban thần khí cho hội thánh, để mọi thành viên trong gia đình này được sống dồi dào. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Khi Thiên Chúa sáng tạo trời đất, thần khí của người bay lượn trên mặt nước. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho phát sinh một thế giới mới, một thế giới trong đó công lý, bình an và tình thương luôn ngự trị ở khắp mọi nơi. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Thánh Phaolô nói: anh em phải chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban Thánh Thần là nguồn mạch tình yêu xuống trên cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mỗi thành viên trong đại gia đình giáo xứ trở nên những vì sao chiếu sáng tình yêu Chúa qua công việc bác ái và yêu thương của mình. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lời Chúa Giêsu, Chúa đã ban Thánh Thần làm cho hội thánh nên dấu chỉ cứu độ của Chúa cho muôn dân. Xin cùng ban Thánh Thần để chúng con trở nên những chứng nhân can trường cho tình yêu của Chúa giữa biết bao người chưa tin nhận Chúa. Chúa là đấng hằng sống và hiến trì muôn đời. Trở nên cha chúng con của sông trời.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lời Chúa xin thực hiện lời hứa của Thánh Tử Giêsu Kitô mà cử Thánh Thần đến giúp chúng con thấu hiểu mầu nhiệm hy lễ và hướng dẫn chúng con tới chân lý vẹn toàn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thần là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua. Hôm nay Cha rồng ban Chúa Thánh Thần cho những người đã được Cha nhân làm nghĩa tư. Nhờ kết hợp với con một Cha, chính trong ngày khai sinh hội thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thảy chư dân nhận biết Thiên Chúa và liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại để họ tuyên xưng cùng một đức tin. Vì thế toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời cả triều thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và không ngừng tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là lời Chúa. Chúa thật là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thưng ơi, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Lạy Chúa.
với lời Chúa. Khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục An Tôn chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Maria Đỗ Thị Thanh Loan mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin cùng nhớ đến các linh hồn An Tôn, Maria, Giuse, Vinh Sơn, Đa Minh, Francisco, Xavier, Pedro và Anna. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự âm nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. 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 Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thánh Cha ca sáng, nương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
nhận trong Chúa là Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã rộng ban cho giáo hội những hồng ân cao cả là thần khí và bánh bới trời. Xin báo toàn ơn Chúa tặng ban để thần khí Chúa luôn tác động mạnh mẽ trong đời sống chúng con, và bánh bới trời ban sinh lực giúp cho người thế đạt tới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Mời cùng đoàn ngồi. Trọng kính Cha Phaolô quản sứ. Kính thưa Cha Giuse Phó Sứ, quý tu sĩ nam nữ, quý ông trong hội đồng giáo xứ Mân Côi Tân Hà, quý ông trong hội đồng giáo họ Mẹ Lên Trời, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Linh hồn Maria là người thân yêu của tang quyến chúng con, đã được Chúa gọi về trình diện Chúa. Sự ra đi của linh hồn Maria đã để lại trong tang quyến chúng con một sự mất mát đau thương vô hạn. Vì tình thương mến, quý cha và quý cộng đoàn xa gần đã đến thăm hỏi, chia sẻ, phúng viếng và giúp đỡ gia đình chúng con về mọi mặt. Tang quyến chúng con xin chân thành cảm tạ và hết lòng tri ân. Đặc biệt, trong thánh lễ cuối cùng của linh hồn Maria hôm nay, Cha chủ tế và quý cộng đoàn hiện diện đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Maria của tang quyến chúng con. Chúng con tin chắc rằng những lời kinh nguyện trong thánh lễ hôm nay Cha chủ tế và cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa sẽ được Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương chấp nhận mà tha bớt hình phạt cho linh hồn Maria, sớm được Chúa nhân từ, mở rộng vòng tay yêu thương đón về quê trời hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng con xin quý cha, quý cộng đoàn, tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Maria của tang quyến chúng con. Vì khi còn sống trên thế gian, xác thịt yếu đuối, mỏng giòn, chắc chắn còn nhiều điều thiếu sót với Chúa và anh em. Trong khi tổ chức tang lễ, tang quyến chúng con không thể tránh khỏi những điều thiếu sót.
Xin quý cha cùng quý cộng đoàn lượng tình tha thứ, tăng quyến chúng con đồng cảm tạ. Anh chị em thân mến, người chị em chúng ta đây đã yên nghỉ trong bình an của Đức Kitô, trong đức tin và niềm hy vọng được sống đời đời, chúng ta hãy phó dâng người chị em này cho lòng thương xót đầy lân ái của Chúa là Cha chúng ta, và hãy liên kết với người chị em chúng ta đây bằng lời cầu nguyện, để người chị em này nhờ bí tích rửa tội đã trở nên nghĩa tử của Chúa, đã nhiều lần được bổ dưỡng nơi bàn tiệc thánh, giờ đây cũng được nhận vào dự tiệc dành cho con cái Chúa trên trời, và cùng với các thánh hưởng phần gia nghiệp muôn đời Chúa hứa ban. Chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta giờ đây đang than van khóc lóc, một ngày kia có thể được cùng người chị em này ra đón gặp Đức Kitô, khi chính Người là sự sống của chúng ta xuất hiện trong vinh quang. Các thánh của Thiên Chúa xin đến cứu giúp, lạy các thiên thần của Chúa xin đến gặp linh hồn Maria. Xin Đức Kitô đấng đã gọi chị đón nhận chị, xin các thiên thần dẫn đưa chị vào lòng tổ phụ Abraham. Xin đến gặp linh hồn Maria. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Maria được nghỉ yên muôn đời.